hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. À, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái phần à, trí tuệ nhân tạo Leonardo .ai nhé. À, thì đây là một cái con trí tuệ nhân tạo ấy để cho các bạn tạo ra những cái bức ảnh từ các cái prompt hoặc là những cái câu lệnh bằng chữ của các bạn. thì à, với cái con Leonardo .ai này ấy, thì nó có rất là nhiều thứ. À, đâm ra là mình phải ghi ra chứ không thì có rất là nhiều thứ mà À, sẽ bỏ lỡ khi mà mình làm cái video này à, giới thiệu các bạn. Thế thì à, ok sẽ đọc lên cho các bạn. Thứ nhất là hiện tại nhé hiện tại thì nó đang miễn phí có giới hạn. Tức là nó miễn phí cho các bạn một số lượng token nhất định. Token là cái các bạn dùng ấy, giống như là tiền để các bạn có thể tạo. À, hiện tại là 150 token cho cái bản miễn phí còn nếu mà cao hơn các bạn muốn mua token ấy thì các bạn sẽ phải mua à, một Bên thứ hai, nữa là nó là một công cụ đang phát triển thôi Tức là công cụ AI vẫn đang phát triển Ngoài cái tính năng gọi là Text to image uh, hiện tại ra ấy, thì nó có sẽ phát triển thêm những cái tính năng khác và những cái module khác để nó có thể tạo ra những cái bức ảnh đẹp hơn, thực hơn và nó hữu ích hơn. Tuy nhiên là cái trang web thì nó sẽ kiểu dần dần nó cập nhật. Nói ra là có thể là sau khoảng vài tháng các bạn xem cái video này ấy, thì nó sẽ uh, không còn đúng nữa, nó hơi khác một tí. Uh, tuy nhiên là các bạn có thể mò nó sẽ dễ thôi. Đó, ok và một cái nữa là cái chức năng chính của cái con AI này là tạo ảnh nhé, tạo ảnh từ prompt hoặc là tạo ảnh từ một cái ảnh khác nhưng mà vẫn phải kết hợp với prompt. À, ngoài ra nó có phát triển thêm một cái số cái công cụ để các bạn có thể edit ảnh, à, edit tức là kiểu dạng là bạn tạo ra một cái ảnh sau đó các bạn có thể edit và bạn lại dùng prompt tức là lại dùng cái câu lệnh để các bạn có thể tạo thêm các cái phần của cái ảnh hoặc là xóa đi một số phần của cái ảnh. Đó là mấy cái. OK. Uh, thì những cái tính năng mới này thì có thể là nó sẽ nâng cấp trong thời gian tới và liệu nó có cho mình dùng hay không ấy là tức là dùng miễn phí hay không ấy thì cái đấy là do cái công ty người ta phát triển người ta quyết định tất nhiên là không có cái gì miễn phí mãi mãi cả uh, nó sẽ có một cái gì đó để thu tiền uh, thu tiền của mình còn nếu mà bạn muốn trải nghiệm cái con AI này thì mình sẽ đặt thông tin ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể ấn vào các bạn đăng ký trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu nhé khi mà các bạn có một cái tài khoản Google sau đó là các bạn đăng ký bạn xác nhận email như thế nào và sau đó sẽ đi vào giới thiệu cho các bạn cái giao diện sử dụng và các bạn chú ý là giao diện sử dụng thì nó bằng tiếng Anh nói ra là nếu như mà các bạn mà không biết tiếng Anh thì các bạn cũng phải mò nó hơi vất hy vọng là cái video này nó sẽ giúp cho các bạn Uh, có thêm một cái uh, kiến thức về cái con ai này để các bạn có thể dễ dàng sử dụng hơn ok bây giờ sẽ đi vào màn hình nhá. Uh, trước tiên là mình sẽ show cho các bạn xem một số cái ảnh đấy các bạn xem tất cả những cái ảnh này uh, ảnh này này ảnh này đều là những cái mà mình tạo bằng uh, leonardo ai uh, thực sự đối với mình ý, thì nó rất là ấn tượng và nó có áp dụng vào một số cái video của mình uh, giống như là mình làm cái video uh, nhạc thư giãn chẳng hạn trong vòng 2 giờ thì uh, mình có dùng cái ảnh nền À, tạo bằng Leonardo và có một số cái video khác à, về review thì mình cũng có dùng ảnh của Leonardo Thật ra là sử dụng ở đâu thì tùy các bạn nhé hoặc là các bạn có thể tạo ra chơi thôi cũng được Ok bây giờ sẽ đi vào màn hình nhé à, Ở đây là cái tài khoản mà mình đã có rồi nhé à, Trial thì đã có rồi tức là mình đã bắt đầu dùng rồi thì ở bên này các bạn sẽ nhìn thấy đây là các cái bức ảnh mà mình tạo à, một cô gái Asian một cặp đôi đang chạy, một cặp đôi nữa à, đây là một cái học viện à, đây Captain America À, tức là nếu mà bạn đưa một cái prompt vào mà nó à, yêu cầu một cái nhân vật có thực trong à, có trong thực tế ấy, thì nó sẽ tạo ra giống rất là giống nhá. Đây là Captain America siêu giống luôn. Và cái này thì là một cô gái và kiểu giống Natala Natalie Natalie Portman ấy thì mình thấy là nó tạo ra kiểu xem xem ấy lấy cái vẻ đẹp của ấy, cô đấy nó ghép vào cực kỳ đẹp luôn. Ở dưới này có rất là nhiều. À, tuy nhiên đây là cái mà mình đã bắt đầu có tài khoản rồi thế mà mình sẽ mở một cái tài khoản mới và đăng ký một cái tài khoản mới nhé mình sẽ cần có cái profile Google của mình là mình sẽ bật lên uh, profile Google thì mình có rất là nhiều mình sẽ dùng cái này đi uh, Nguyễn Jacky thế các bạn sẽ phải truy cập vào cái Gmail của các bạn nhé sau đó các bạn sẽ gõ vào là Leo Nado chấm AI nhé uh, mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả để cho các bạn xem Cái này nó là công cụ miễn phí Đâm ra là làm hướng dẫn này cũng không có được tài trợ, tài trước gì cả Nó chỉ là công cụ miễn phí thôi Mình không có mua bán gì, không có affiliate gì với nó cả Hy vọng là nếu mà tương lai nó có affiliate thì mình sẽ đăng ký và mình sẽ hưởng hoa hồng Nếu các bạn dùng Ok Trước tiên các bạn có thể ấn vào đây nhé Start using Leonardo hoặc là create an account nhé Thì các bạn ấn vào đây cũng được Start using Leonardo sau đó nó sẽ đưa cho bạn một cái cửa sổ, một cái là whitelist tức là à, mình có ở trong cái danh sách à, để sử dụng thử hay không Hoặc là à, bạn có thể điền email vào đây thì à, ok, bạn sẽ điền cái email và tên của bạn vào đây Ví dụ mình sẽ điền vào tên là Thuận06 chẳng hạn, sau đó điền email, email là cái email này mà mình chả nhớ là gì luôn Jack Nguyễn 0101, ok Ok à gmail com À, uh, hy vọng là đúng cái Gmail. Uh, các bạn nhập cái Gmail của các bạn vào đây nhé. Còn nếu như sau khi các bạn đăng ký rồi thì các bạn ấn vào nút này. Yes, I am whitelisted nhé. Uh, ấn tiếp vào Come in. Ok, message successfully sent. Ok, sau khi các bạn ấn vào cái đấy rồi ấy, thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái thư để cho các bạn uh, có thể vào trong cái uh, danh sách trắng. Các bạn có thể dùng thử cái con AI này Thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp mail của mình ra nhé à, Ấn vào Gmail à, Nhiều khi là nó không đến ngay thì các bạn đợi một tí và nhớ kiểm tra những cái hộp mà spam các thứ Ok đây là có cái thư này UI in Leonardo AI Early access tức là à, Được tiếp cận sớm hơn rồi Ok bạn ấn vào đó sau bắt đầu đây là cái Gmail của mình nhé Mình sẽ ấn vào đây launch leonardo.ai Tức là bật lên À, nhớ là các bạn sẽ đăng nhập vào cái profile của các bạn nhé Google profile Ok đây là cái giao diện của Leonardo Và bây giờ bạn sẽ phải đăng nhập nhé Tức là bạn nó đã đăng ký cho bạn cái Gmail của bạn vào trong cái danh sách trắng rồi Tuy nhiên là bây giờ bạn sẽ phải đăng nhập tiếp Tức là đăng nhập bằng Gmail này, bằng email hoặc là password Hoặc là bạn đăng, đăng nhập vào cái tài khoản Google Thì mình sẽ đăng nhập bằng cách là chọn vào tài khoản Google nhé à, Bạn sẽ chọn vào đây Sau đó nó sẽ ra cái phần là kiểu tài khoản Google của bạn ấy bạn ấn vào đây sau đó bạn sẽ phải nhập mật khẩu nếu cần Ok à, không cần nhập mật khẩu mà sau đó nó hiện lên cho các bạn cái ông leonardo rồi Đây là cái uh, bắt đầu Ok nó bắt đầu mình nó hỏi mình mấy câu nữa à, tức là nó bảo mình là phải thêm cái tên Ok mình sẽ tìm vào là thuận 06 chẳng hạn à, từ 4 đến 15 ký tự nhé sau bắt đầu chọn những cái lĩnh vực mà mình quan tâm Uh, advertising, education, art, film, uh, board game, video game, product design Nói chung là tất cả những cái này Username available, tức là bạn được sử dụng cái username này uh, Sau đó bạn phải đồng ý Đồng ý là các bạn trên 18 tuổi Sau đó bạn nhấn vào next Ok, tiếp theo bạn sẽ phải chọn cái chức năng của các bạn Các bạn sẽ chọn là tôi là người kiểu ưa thích đam mê khám phá thôi Enthusiast thôi Sau bạn ấn vào đây, start using Leonardo Uh, hơi lằng ngoằng ở cái khâu đăng ký một tí. Uh, ok, sau đó nó sẽ welcome uh, một cái thông điệp giới thiệu. À uh, ấn next để đọc. Platform overview. Ok, image uh, generation. Uh, AI canvas. AI canvas này là cái để chỉnh sửa ảnh nhá. Uh, training and much more, training custom model. Tức là nó sẽ có các cái mô mô model nhá, một một đèo, tức là có cái cái mẫu ấy, mẫu sẵn ấy à, hơi kệ mình sẽ đóng lại Ok đây và đây nó có thêm một cái nữa SDXL Prom Magic version 3 Tức là nó có rất là nhiều các cái tính năng mới thì các bạn có thể quan tâm thì các bạn đọc uh, Nhưng mà thôi mình sẽ đóng lại nhé Đầu tiên cơ bản thì các bạn cần phải hiểu cái cơ bản trước uh, Ok đây là cái tài khoản Đây là cái trang web chính của Leonardo.ai Trước tiên là bạn sẽ cần quan tâm đến phần này Đây là cái gọi là trang chủ của Leonardo và ở dưới đây là bạn có 150 token nhá, hoặc là 150 đồng tiền. Mỗi một lần các bạn tạo ảnh ấy, tạo ảnh hoặc làm một cái hành động gì đó ở trên cái trang web này ấy, thì bạn sẽ tốn đồng tiền này, tức là tốn token, nó sẽ báo cho bạn là dùng hết bao nhiêu token và bạn còn bao nhiêu. Sau một ngày sử dụng thì nó sẽ reset lại cho bạn về 150 à, Và ở cái chỗ này nếu như bạn muốn mua thêm token thì bạn ấn vào nút upgrade này nhé Ví dụ mình ấn vào upgrade nó sẽ không có chưa trạc tiền gì cả mà nó sẽ hiện ra cái bảng gọi là à, bảng giá của Leonardo.ai thôi à, Thứ nhất bạn trả theo năm thì bạn được giảm 20% trả theo tháng Đây à, còn bản free thì như này à, lên đến 150 rồi 20, 30 upscale rồi 75 background removal per day tức là được xóa nền ấy 75 lần một ngày. One pending job rồi, à, còn những cái này nếu như mà có có tiền ấy thì các bạn có thể đăng ký à, nghiên cứu cái này nhưng mà mình khuyên các bạn thật tình là nếu như các bạn cực à, tức là các bạn sử dụng nó thì các bạn hãy đăng ký còn không thì các bạn có thể trải nghiệm cái bản free này thôi. Bản free này trải nghiệm rồi đã. Ok, bạn có thể ấn vào đây để back lại à, back to Leonardo. À, đó là thứ nhất và thứ hai ở bên này nhá thì các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái mô đun à, gọi là mô đen tức là gọi là nó gọi là mô đồ mà tiếng Anh nó gọi là mô đồ mô đồ là một cái mà để à, con trí tuệ nhân tạo này nó dựa vào đó à, để nó tạo ra các cái bức ảnh mà mình yêu cầu à, ngoài cái thông tin từ prompt tức là từ cái yêu cầu của mình bằng chữ ấy, thì nó sẽ dựa vào những cái mô đồ này để nó tạo ra và mô đồ này thì nó có cái bản thân Leonardo nó có sẵn mua đồ và nó có cả cái community nữa. À, ví dụ ở trên này có cả community feed. Bạn ấn vào cái community feed này nhé. Thì nó sẽ có là cộng đồng. Cộng đồng dùng những cái mô đồ gì tạo ra những cái ảnh gì. Thì các bạn có thể ấn vào đây. Ví dụ các bạn chọn vào cái ảnh. Ví dụ mình sẽ làm ví dụ cho các bạn nhé. À, ví dụ khi mà bạn chọn vào cái anh đua xe đạp này chẳng hạn. À, bạn ấn vào đây. À, bạn ấn vào cái anh đua xe đạp này thì nó sẽ có cái thông tin về cái bức ảnh này thứ nhất là cái phần prom detail tức là cái phần mà uh, chi tiết của cái câu lệnh để người ta tạo ra cái này đây là tên nhé tên này sau rồi follow tức là mình có thể theo dõi, theo dõi follow cái người này ở trên leonardo bạn có thể copy cái prompt tức là copy cái câu lệnh này rồi là copy cái câu lệnh này để mở cái tính năng gọi là tự ảnh sang ảnh uh, remix tức là bạn kiểu tạo cái một cái prompt uh, là hoàng từ cái này ở dưới này nó sẽ có cái mô đồ đây đây là cái mô đồ người ta sử dụng nhé, gọi là leonardo diffusion đấy thì tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn là chọn cái cái mô đồ này ở đâu Uh, file tune model này ở đâu bạn có thể tải này bạn có thể chia sẻ này uh, nói chung là tất cả những cái này khi mà bạn ấn vào một cái uh, một cái ảnh của uh, cái tab cộng đồng gọi là community feed ok bạn có tạm thời bạn sẽ đóng lại đã nhá uh, tức là ở đây bên tay trái này nó là những cái tính năng của cái phần mềm tức là tính năng của trí tuệ nhân tạo này và sau khi bạn chọn bất kỳ một cái gì ở đó ở bên trái hoặc là bạn chọn một cái gì đấy ở cái phần uh, giữa này ở cái thư viện này thì nó sẽ xuất hiện thêm thông tin cho các bạn theo dõi Uh, OK. Còn bên cạnh, bên phải này thì không có gì nhá. Bên phải này là có mấy cái để các bạn sắp xếp những cái cái ảnh này thôi. Thì không có gì cả. Ở phần này, tức là phần community feed này. Ví dụ ở community feed này, bạn sẽ có phần ôn và phần upscale. Upscale là một cái ảnh dung lượng cao nhá, ảnh dung lượng cao. Sau khi các bạn đã tạo ra được một cái ảnh Uh, nó sẽ là dung lượng thấp tức là chất lượng thấp và bạn sẽ có cái chức năng upscale lên upscale lên để tạo ra một cái ảnh chất lượng cao bạn có thể đem in thì cái hành động đó bạn cũng tốn token nhé đây là tốn cái đồng tiền này này đó ok quay trở lại hôm uh, đúng không uh, đây là community feed và được quay trở lại hôm hôm ở đây nó sẽ giới thiệu các cái mô đồ Uh, mô đồ để cho mình sử dụng mình có thể xem ở đây và mình có thể ấn vào đây mình trượt để xem các cái mô đồ ví dụ luna này chẳng hạn bạn tạo ra những cái con chim như thế này thì bạn chọn cái mô đồ này uh, ấn vào đây À, hoặc là bạn có thể trượt ra đây tất cả mô đồ này có rất là nhiều mô đồ ngoài mô đồ của leonardo nó tạo ra thì còn có community tức là cộng đồng người ta tạo ra nữa bạn có thể tìm kiếm ở đây tìm kiếm gallery các thứ ở chỗ này ok đây là phần chính thôi phần chính là phần bên này tất cả những cái mô đồ và những cái gọi là ảnh ví dụ của người ta tạo ra thì phần này sau đó ở dưới này bạn sẽ có cái phần personal feed Tức là ngoài community feed là của cộng đồng tạo ra thì bạn sẽ có personal feed nhé. Personal feed là những cái mà ảnh mà bạn tự tạo ra ấy. Ví dụ ở cái mà cái này, cái tài khoản của mình này nếu như mình chọn vào phần personal feed nhé. À đây, nếu mà mình chọn vào personal feed, mình sẽ nhìn được tất cả những cái ảnh mà mình tạo ra. Đó, đây 1 2 3 4 rất là nhiều đây là rất là nhiều cái ảnh mà mình tạo ra nhé, đây là gọi là personal và cái này mình sẽ có tên ở trên cái community feed nếu như mà người ta thích thì người ta có thể theo dõi mình, theo dõi mình ở trên cái uh, Leonardo này, ok quay trở lại này uh, tiếp theo là uh, các bạn sẽ đến cái phần training và dataset thì trong thực ra thì nếu như mà bạn tạo tạo ảnh từ chữ ấy, thì các bạn không cần quan tâm đến mấy cái này mấy cái gọi là dataset các thứ này cái này nó liên quan đến mấy cái gọi là thuật ngữ của người ta để người ta tạo ra cái con ai thì các bạn quan tâm đến vấn đề kỹ thuật hoặc là lập trình các thứ ấy, thì bạn nên tham khảo cái này à, tiếp theo là các cái mô đồ mô đồ nhé thì ở đây gọi là file tool mô đồ à, bạn có thể tìm kiếm hoặc là bạn có thể tìm bất kỳ một cái mô đồ nào ở đây à, rất là nhiều mô đồ nhé spirit creator này Đấy. Những cái mô đồ này nó sẽ tạo ra được một cái bức ảnh nó tương tự như thế này Ví dụ bạn uh, thích cô gái này, chẳng hạn cô gái kiểu cyber uh, Cyberpunk này nhá, Anime Pastel Dream uh, Bạn ấn vào đây Thì nó lại hiện ra thất thông tin này Đây là cái mô đồ nhé, mô đồ này Đấy. Uh, Xong đây là tên này Ở dưới đây kích thước này uh, Stable nhé. đây là mô đồ cơ bản Mô đồ cơ bản là Stable Diffusion uh, version 1.5 thì nếu như mà bạn muốn tạo ra một cái bức ảnh giống như thế này Thì bạn có thể ấn vào đây Generate with this model Tất nhiên là bạn phải nhập cái prompt của bạn vào Nhập cái prompt tức là nhập cái gọi là câu lệnh của bạn vào Để tạo ra cái model này Ví dụ đây ở đây người ta có những cái ảnh tương tự này Image created with this model Đó, Tạo ra rất là nhiều những cái ảnh cô gái rất là đẹp Nếu bạn thích tạo ra một cái cô nó tương tự như cô này chẳng hạn uh, Sexy như cô này chẳng hạn Thì bạn có thể ấn vào đây sau bạn copy cái prompt Copy cái prompt này các bạn uh, chọn, bạn nhớ là chọn cái cái Stable Diffusion uh, phiên bản 1.5 nhé. Ok, nhưng tạm thời mình sẽ chưa chọn. Hoặc là nếu không đây bạn copy from ở chỗ này này. Nico Robin from One Piece Portrait Best Lovely Face Colorful. Ok tức là đó là cũng là một cái hạn chế của cái cái leonardo này nó chỉ có tiếng anh thôi nó không có tiếng việt tức là nếu mà mình yêu cầu cái gì tiếng việt thì mình lại phải dịch cho tiếng anh sau đấy mình đưa vào rồi tốt nhất là nếu mà mình lên tìm ở đây nếu cái thấy cái nào mà nó hợp với mắt mình hoặc là nó tương tự với cái mình muốn thì mình copy tức là mình sao chép cái prompt đó để mình tạo ok bây giờ mình sẽ tắt cái này đi À, đây là phần mua đồ nhé các bạn có thể tìm ở đây nhiều những cái mua đồ và nó sẽ tạo ra những cái tương tự thì các bạn có thể chọn ở dưới này là những cái tool nhé, hiện tại thì mình nhìn thấy là có một cái là ai image generation thì cái này là để tạo ảnh từ chữ uh, ai gọi là artificial intelligence image là ảnh generation À, ở dưới là ai canvas thì ai canvas này ấy, nó có nghĩa là sau khi bạn tạo ra được bức ảnh hoặc là bạn mở ra bạn đưa cái bức ảnh của bạn lên sau bạn cũng dùng prompt để bạn tạo à, tí mình sẽ chỉ các bạn texture generation tức là cái phần này là tạo ra texture cho cái ảnh nền các thứ ở dưới này có phần setting các câu hỏi và lock out. Tức là nếu mà bạn không muốn login in nữa, tức là bạn không muốn đăng nhập nữa thì bạn là lock out. Uh, setting ở đây thì mình cũng chưa mò cái phần setting nhưng mà mình cứ để nó gọi là mặc định thôi. Uh, nó chính là những cái câu mà lúc nãy mà nó hỏi mình ấy. Ở đây này, mà 18 tuổi để tên gì này, quan tâm đến những vấn đề gì này. Còn cái API này thì nó liên quan đến việc lập trình thì các bạn không cần quan tâm. Ok, những cái câu hỏi thường gặp thì các bạn nếu mà thích thì các bạn có thể vào đây đọc. Uh, đó là sơ bộ nhé À, mình quay trở lại hôm đây là sơ bộ tất cả những cái thứ uh, liên quan đến cái giao diện của Leonardo AI bây giờ ví dụ mình sẽ tạo một cái cái ảnh chẳng hạn tạo một cái ảnh ví dụ từ uh, chữ chẳng hạn thì bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ đi vào phần này AI Image Generation nhá uh, tức là mình sẽ kích vào đây OK và nó sẽ giới thiệu uh, giới thiệu cho mình mấy cái về cái thông tin uh, là cái công cụ uh, tạo ảnh từ chữ này uh, mình có thể đóng lại À, sau đó là tiếp theo, hãy giới thiệu tiếp à, một cái công cụ nữa ở trong cái Leonardo này là Leonardo AI Chemi này nhé. À, tức là cái tính năng này thì nó là tính năng giới hạn thôi. Nếu như mà mình sử dụng miễn phí thì mình sẽ chỉ chỉ sử dụng được một vài lần thôi. Còn nếu như mà mình mua cái gói, tức là mua cái token của nó ấy, theo một cái gói theo tháng và theo năm ấy thì mình sẽ được sử dụng nhiều hơn. giờ là mình chỉ dùng năm thôi. Đây, năm lần này, năm generation trên một ngày thôi. À, kích vào đây, đóng đi. Ok thì tiếp theo để mà tạo ảnh từ chữ thì các bạn phải nhập cái prompt nó vào đây nhé à, Nhưng mà mình thì nghĩ là nếu như mà các bạn muốn tự nhập cái prompt ấy Tức là tự nghĩ ra ấy, thì nó hơi khó một tí à, Các bạn có thể copy từ cái, tức là từ mấy cái ảnh có mẫu có sẵn ấy Để các bạn tạo ra một cái ảnh thì nó sẽ dễ hơn Ví dụ mình sẽ quay trở lại đây à, Quay trở lại cái trang ban đầu Xong mình sẽ xem cái file tool module model mình sẽ chọn một cái để mình tạo cho các bạn trông nó đẹp đây nhé cô này chẳng hạn nhé anime pastel nó sẽ dùng là cái stable diffusion à, ok mình sẽ lấy một cái prom của cô này đi cái ô tô cô áo tím này à, copy cái prom này ok để mình sẽ quay trở lại bên này và mình dán vào cái prom của mình định tạo nhé à, các bạn nên làm quen với cái từ prom à, nó là cái câu lệnh nhé à, ấn trở lại là phần AI image generation À, bây giờ bạn sẽ dán vào đây bạn nhấn còn v để bạn dán vào đây thì nó sẽ ra cái prompt giống như thế nhưng tuy nhiên ấy nó là trí tuệ nhân tạo mà à, mặc dù là cái câu lệnh thì giống y hệt như thế nhưng chưa chắc nó đã tạo ra giống y hệt như thế à, tiếp theo bạn sẽ tạo à, chọn cái mô đồ lúc nãy ấy, là cái mô đồ là stable diffusion 1.5 đúng không nhưng ở đây nó là mô đồ là rim sharper v 7 tức là Rim version 7 thì các bạn nếu mà muốn tạo ra tương tự như cái cô áo tím ở bên cạnh cái ô tô ấy thì các bạn nên chọn đúng cái mô đồ ở đây là Stable Diffusion 1.5 hoặc là các bạn có thể làm quen với những cái mô đồ khác tất cả đây là những cái mô đồ khác các bạn có thể chọn nhé mình sẽ chọn đúng cái đấy Stable Diffusion 1.5 ở bên phần này bạn có thêm một cái dấu này thực ra cái dấu này ít dùng thôi nó là Negative Prompt tức là À, bạn đưa một cái câu lệnh vào yêu cầu nó tạo hình ảnh theo cái kiểu này kiểu này nhưng mà bạn muốn là bỏ đi cái gì tức là ví dụ bạn không muốn là có nền trắng chẳng hạn thì bạn có thể nói là remove uh, white background thì bạn có thể bật cái này lên bật cái tính năng gọi là negative prompt này lên tuy nhiên mình thì mới tạo đưa ra mình sẽ bỏ đi không cần Ok, tiếp theo là các bạn sẽ nhìn sang cái, cái thông số ở bên tay trái. Thông số bên tay trái này thì thứ nhất là số lượng ảnh các bạn cần xem. Leonardo nó sẽ tạo cho bạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ảnh. Ví dụ như thế, bạn có thể chọn 4 nhé. Nếu mà bạn chọn 4 mà bạn ấn Generate, nó sẽ mất 20 token, tức là mất 20 đồng vàng. Nếu mà bạn chọn sang, ví dụ mình chỉ cần 2 thôi chẳng hạn, thì nó sẽ giảm cái phần token này đi. Tức là bạn tạo càng nhiều ảnh thì nó sẽ tốn càng nhiều token. Nó ra để thử nghiệm ấy thì thôi, cứ tạo một cái đi tí đâu còn tạo tiếp chứ không thì nó hết thì thôi ở dưới này là các cái công cụ như mình nói là các cái công cụ kiểu gọi là nâng cấp của thằng leonardo ví dụ photo real này chẳng hạn đang có bản beta mình nếu mà mình có thì mình có thể bật nó lên đó, bật lên uh, Promagic này bật lên còn cái AI Chemi này nhé AI Chemi này thì các bạn sẽ được 5 lần một một ngày thôi còn nếu như là đến lần thứ sáu nó sẽ báo là mày đã dùng hết rồi thôi lại quay trở lại cái bình thường thôi tất cả những cái này nó sẽ là một cái bổ sung nó là những cái tính năng bổ sung cho cái con AI này để nó có thể tạo ra được cái những bức ảnh đẹp hơn uh, đúng theo yêu cầu của bạn thì các bạn có thể để nguyện cũng được nhưng mà ở phần dưới này nhé ở phần dưới này Public Image là cái ảnh này nó sẽ lên public nhé, nó sẽ đưa lên cái cộng đồng ấy. Còn nếu như mà bạn muốn riêng tư ấy, thì các bạn sẽ phải mua đây, send image to community feed này. Còn nếu mà bạn muốn bật nó lên, tức là bạn phải mua cái token của nó, tức là có một cái gói của Leonardo thì cái ảnh đấy nó mới là riêng tư của bạn. Ok, còn không ấy, thì các bạn sẽ đưa lên mạng luôn, tạo ra cái gì nó sẽ đưa lên mạng. À, tiếp theo là phần input dimension, thì trong cái input dimension này ấy, thì các bạn nhớ là các bạn nên chọn cái tỷ lệ nhé. À, ví dụ bạn làm video cho YouTube chẳng hạn tỷ lệ khung hình nó là 16:9 chẳng hạn thì bạn nên chọn cái này nên chọn cái tỷ lệ khung hình ở đây ví dụ mình sẽ chọn là 16:9. Thế còn nếu như mà bạn muốn tạo ra một cái bức ảnh portrait, một cái uh, bức ảnh của một cô gái chẳng hạn thì bạn nên chọn cái tỷ lệ khác tỷ lệ 9:16 hoặc là tỷ lệ 3:2 hoặc là 4:3 các thứ hoặc là tỷ lệ vuông 1:1 nếu như bạn muốn up lên Instagram à, ví dụ ở đây mình sẽ chọn là tỷ lệ 9:16. Sau đó bạn nhìn sẽ nhìn thấy là các cái kích thước ở đây bạn có thể chọn đây hoặc là tăng kích thước ở đây lên nhé tùy tùy bạn thôi nhé Nhưng mà cái tỷ lệ này nó thay đổi theo Mình sẽ đổi lại là 169 Ok Và nó sẽ ra cái bức ảnh là 1536 x 864 nhé Sau này khi mà nó tạo rồi thì mình có thể upscale nó lên Tức là cho nó to thêm Ở dưới này bạn sẽ có thêm mấy tính năng Thứ nhất là Guidance Scale Guidance Scale này thì nó liên quan đến cái câu lệnh của bạn à, Tức là nếu mà bạn đưa ra một câu lệnh Và cái con AI này ấy, nó uh, sẽ làm theo cái câu lệnh đó Nhưng mà cái uh, phần nó làm theo ấy chỉ là 7, 7 phần thôi là 7 phần thôi Tuy nhiên là nếu như mà các bạn sử dụng cái AI Chemi này nhá Thì cái phần này nó sẽ không có Tức là không có cái phần Guidance Scale Nếu mà mình tắt cái AI Chemi này đi Uh, thì mình sẽ chỉnh được cái guidance scale này Tức là nếu mà mình muốn tăng lên không phải 7 Mà mình muốn là bảo mà mày follow tao Tức là mày phải theo tao một 20 đi Thì nó sẽ tạo ra trực tiếp y hệt như cái câu lệnh này của bạn uh, Tất nhiên là có thể nó sẽ có sai khác Tuy nhiên là mình sẽ giảm xuống Và mình sẽ bật cái này lên AI Chemi Bạn tạo được 5 Tức là 5 lần một ngày Thì bạn cứ dùng hết 5 lần đi Rồi sau đó bạn uh, chỉnh những cái này sau ở dưới này có thêm một cái nữa là tiêu linh tiêu linh này thì phù hợp với bạn nào mà tạo các cái ảnh nền ấy ảnh nền tại vì nó ví dụ bạn bạn tạo một cục đá chẳng hạn gọi là rock chẳng hạn thì nó sẽ kiểu uh, tạo ra rất là nhiều cục đá cho cả cái nền đấy tí nữa mình sẽ thử sau uh, ok ở cái phần này thì mình bổ sung một tí nhé đối với cái tính năng mà image to image ấy, tức là từ từ ảnh sang ảnh bạn lấy ví dụ là cái ảnh và bạn uh, muốn tạo ra một cái ảnh thì trước tiên là bạn sẽ phải chọn cho nó một cái mô đồ trước nhé uh, mình sẽ bách lại phần này đây là phần trang chủ thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ chọn là file tool model trước nhé Sau đó là các bạn sẽ lựa chọn một cái model ở đây, ví dụ mình sẽ chọn cái này chẳng hạn SDXL nhé, hoặc là bạn có thể chọn cái rim shape cũng được Mình sẽ chọn vào đây Sau đó bạn sẽ chọn lại một cái ảnh Ví dụ mình sẽ chọn cái ảnh ảnh này chẳng hạn, ảnh chiến binh này chẳng hạn Đúng không Ở đây nó sẽ có prompt và có phần này, image to image tức là từ ảnh sang ảnh thì nó sẽ lấy cái ảnh này làm làm ví dụ tức là nó sẽ làm cơ sở bây giờ bạn có thể ví dụ mình sẽ copy cái prompt này sau đó bạn mình sẽ chọn là cái image to image ở đây tức là cái phần image to image này ấy, thì nó sẽ dựa vào cái tạo hình các thứ của nhân vật ấy, để nó tạo ra một cái nhân vật khác cho bạn ví dụ bạn kéo xuống đây xong này ở đây cái phần image to image nó có cái ảnh ở đây bây giờ cái ảnh này thì các bạn có thể tắt nó đi hoặc là các bạn tải cái ảnh của riêng bạn cũng được ví dụ mình sẽ xóa cái ảnh này đi nhé À, sau đó mình sẽ up cái ảnh của mình Và cái ảnh thì các bạn có thể chọn là PNG hoặc là JPEG à, Đến 5MB nhé à, Các bạn ấn vào đây Ví dụ mình sẽ chọn một cái khác chẳng hạn Đây là cái máy tính của mình, mình sẽ chọn cái cô này chẳng hạn ok à, Cô Natalia Portman này à, Mình nhấn vào Open à, Vẫn là cái ảnh mà mình tạo ra trước đấy à, Với Leonardo thôi Và tiếp theo thì các bạn sẽ phải chỉnh cái phần này Tức là phần tham số đầu vào nó gọi là Initial Strength À, cái initial strength này thì nếu như bạn chỉnh càng cao lên ấy, Thì cái bức ảnh bạn tạo ra nó sẽ pose càng giống với ảnh gốc à, Ở đây nó có thể kéo này từ 0.3 đến 0.9 à, Tuy nhiên là gọi là các chuyên gia thì khuyên là nên chọn là tầm 0.7 Thì nó sẽ ok Và tiếp theo bạn nhớ là kiểm tra lại cái phần prompt này nhé, nó vẫn phải nhập cái câu lệnh vào phần prompt này nó sẽ quyết định là nó sẽ tạo ra cái ảnh như thế nào. Tức là ở đây có một cái người đẹp đứng như này và lúc nãy thì cái prompt này là tạo ra một cái chiến binh à, áo vàng áo giáp như lúc nãy. Và bây giờ mình sẽ ấn vào generate. À, tất nhiên là nó là trí tuệ nhân tạo nên là các bạn sẽ không không hy vọng là nó sẽ hoàn hảo cho các bạn nhé. Ví dụ mình sẽ ấn vào uh, generate để nó ra. Nhiều khi nó ra cái rất là ngớ ngẩn. Đấy. Mình cũng tạo mình thấy nó ra rất là ngớ ngẩn nhé. À, đợi một tí. À, không hiểu nó lỗi gì mình sẽ ấn generate lại nhé. Đây bây giờ nó mới chạy này. Nó mình ấn chắc chưa và chưa ấn vào. À, token của mình là còn 98 token. Ở đây mất 8 token cho cái hành động này. Chiến binh kết hợp với lại cô gái. À, nó cũng gần giống là giống i đúc luôn Cũng không khác gì mấy luôn Bây giờ mình sẽ giảm cái initial strength này xuống à, Tầm còn 0.39 Ví dụ thế xong mình sẽ ấn vào generate hy vọng là nó sẽ ra một cái khác bởi vì cái này nó rất là kiểu tốn token ở cái chỗ là mỗi lần nó tạo ra cái bức ảnh mà nó không giống với lại cái cái mong muốn của mình ấy, thì mình lại phải tạo lại à, nếu mà nó cho mình một cái gói kiểu dùng hàng tháng ấy, không cần phải trả token thì sẽ tốt hơn đó ok. Thế mình giảm cái độ tức là cái độ phụ thuộc vào cái ảnh ban đầu ấy xuống 0.39 thì nó tạo ra một cái bức bức ảnh khác nó trông nó đẹp hơn. Đây, trông nó long lanh hơn chiến binh. Tất nhiên là nếu như mà mình modify cái prompt đi ấy, thì mình sẽ tạo được một cái nó sẽ nhìn nó sẽ khớp với cái mong muốn của mình hơn. Tuy nhiên là nó đã lấy được cái pose này và những cái nét của cái nhân vật ở trong cái ảnh OK, đó là cái tính năng ảnh sang ảnh ở trong Leonardo. À, và còn một cái thông tin nữa mình bổ sung thêm đấy là nếu như các bạn không có máy tính thì các bạn có thể hoàn toàn dùng uh, trên điện thoại à, cái con AI này cũng được nhé. Các bạn uh, vẫn login đăng nhập vào bình thường và các bạn vẫn có thể tạo ảnh được bình thường. Ví dụ hai cái bốn cái ảnh này này, bốn cái ảnh ở dưới này, đây bốn cái ảnh người đàn ông với lại uh, đi trong một cái thành phố bận rộn này là mình tạo uh, từ điện thoại của mình trông nó rất là đẹp luôn. OK, uh, quay trở lại. Phần hướng dẫn Ok tạm tạm thời là như thế Và bây giờ mình tổng kết là cái phần bên này Tức là cái ảnh mình muốn tạo ra Là một cái ảnh Đây mình sẽ đặt lại Là một cái ảnh tỷ lệ 16-9 nhé à, Và mình muốn tạo ra một cái ảnh Một cô gái đứng trước một cái uh, uh, ô tô Ở đây uh, sinano Hyper Realistic View Angle from the Sky Giống y hệt nhé Tất nhiên là bạn có thể modify ở đây cũng được à, Bây giờ mình sẽ ấn vào generate Cái hành động này nó sẽ tốn 16 token nhé À, tức là 16 cái đồng tiền vàng ok cứ ấn vào đã sau bạn sẽ đợi nhé đợi một lúc à, Leonardo đang làm việc họa sĩ Leonardo đang vẽ cho các bạn ok ui à, đây là cái cái ảnh cô gái mà nó tạo ra lúc nãy các bạn nhìn là cái cô gái kia cô đang dựa vào cái đầu của cái ô tô đúng không nhưng mà cái này thì cô ấy lại ngồi xứ nó vào cái ô tô luôn mà nhìn trông nó rất là ảo như kiểu lỗi photoshop ấy. À, mình sẽ ấn to lên ăn zoom Tức là ăn zoom này nhá, mình sẽ mất 5 token để cho cái việc ăn zoom, ăn zoom là nó sẽ là làm phóng to cái ảnh lên. À, ok thôi, tạo thời mình sẽ tải nó xuống đi. Mình tải cái ảnh này xuống rồi xong mình các bạn ấn vào đây để tải nhé à, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Xem cái ảnh này nó có vấn đề gì. Ok, đây là cái ảnh mình tải xuống. Ảnh này vẫn là ảnh chất lượng thấp thôi nhé, không phải là cái ảnh đã upscale nhé. À, ok, có một cô gái, cô ấy ngồi ở cái đầu xe ô tô. Thực ra thì cái phong cảnh tất cả các thứ thì ok, nhưng mà riêng cái đoạn này thì lại hơi không ok lắm. Tuy là tại vì cô ấy ngồi tụt vào cái đầu ô tô, nếu mà cô ấy chỉ dựa mông ở đây thôi ấy, thì nó nó sẽ rất là đẹp, dày à, này, màu tím này, à, ok, màu hoa đào nền hoa đào à, cực kỳ đẹp luôn. Ô tô thì trông như là Ferrari. À, cái đây là cái bước đầu tiên, đó là với lại cái câu, câu lệnh như thế. À, và bây giờ tất nhiên là mình sẽ không được dùng cái này rồi tại vì nhìn trông như là lỗi photoshop ngoài ra các bạn có cái nút bên dưới này nhé khi mà các bạn uh, ấn vào một cái ảnh các bạn xem thì các bạn sẽ có các nút bên dưới một là các bạn có thể xóa cái ảnh này đi không còn tồn tại ở internet nữa à, đây ảnh gốc này các bạn có thể ấn nút này để tải cái ảnh xuống các bạn ấn nút này để copy tức là copy vào cái clipboard ở trên máy tính của các bạn sau bạn dán vào đâu thì dán à, ấn nút này để các bạn ăn zoom tức là ăn zoom là các bạn uh, sẽ phóng to cái ảnh nó ra Nhờ các bạn sẽ nhìn được thêm chi tiết Tuy nhiên là tốn nhé Tốn token nhé Cái này sẽ tốn 5 token Bạn còn 129 token Và sẽ reset trong vòng 14 giờ Nếu như bạn muốn Xóa cái nền của cái ảnh đi Thì bạn ấn vào lúc này Cũng tốn hai token à, Bạn muốn uh, smooth upscale Thì bạn ấn vào đây Và bên này là bạn muốn uh, Grip upscale Tức là cũng dùng Akemi Và nó sẽ tốn 5 token Vãi bên này sẽ tốn 5 token thôi tốn 5 token thì mình sẽ uh, tạo lại nhé bây giờ với cái với cái câu lệnh giống như thế này nhưng mà mình có thể đổi cái mô đồ nhé lúc nãy mình mình chọn là stable diffusion 1.5 cho nó giống cái kia nhưng mà tuy nhiên là bây giờ mình có thể đổi nó đi mình sẽ chọn là cái uh, rim shaper version 7 cái này nhé cái này bình thường hay, hay dùng ok uh, và bây giờ mình sẽ đổi cái màu đi cái màu này là màu tím nhà yeah, hyper mình sẽ xem lại cái này It's a uh, woman in night city Ultra perfect car Nissan uh, Car này đi Mình sẽ đặt là Ferrari Đi cho nó ngầu uh, Railroad uh, Cây Sakura Cây uh, Sakura thì mình sẽ đổi Thành cây uh, uh, Cây đào À đây là cây đào rồi Thì bây giờ mình sẽ đổi thành uh, thôi, uh, Green đi Cây xanh Ok đó Cyberpunk 64K Cyberpunk là nó sẽ ra cái màu tím này Mình sẽ bỏ cái team này đi uh, Blue And Green Theme uh, Hoodie Mặc áo hoodie màu trắng Mình sẽ cho cô ấy mặc hoodie màu yellow đi Yellow and orange hoodie t-shirt, black t-shirt, neck blade, uh, toe, depth of field, posture. Ok. À, nói chung là modify cái uh, modify cái prompt như thế thôi. Và bây giờ mình sẽ ấn vào generate để xem nó ra cái ảnh như thế nào nhé. Và khi mà mình ấn vào đây nó lại mất 16 token nữa cho các bạn chú ý nhé. À, mỗi lần generate là tốn token lắm. Hy vọng là sẽ ra một cô gái đẹp hơn và không bị lỗi photoshop giống như cô kia. Hmm. Ai xa, cô này có vẻ đẹp hơn. Đẹp hơn các bạn ạ không bị lỗi photoshop nhưng mà có vẻ là chân cô ấy hơi ngắn Thôi, ok à, về cơ bản đấy là cách của các bạn để các bạn tạo ra nếu như các bạn muốn upscale ăn zoom thì các bạn ấn vào đây upscale thì nó sẽ ra cái ảnh chất lượng cao hơn để tí mình sẽ tải cái ảnh chất lượng cao về mình mở cho các bạn xem à, ok và bây giờ mình sẽ tải nó xuống à, đây là cái ảnh của mình nhé mình sẽ mở ra xem ok à, ảnh thì nói chung là cũng rất đẹp nhưng mà về chi tiết thì có vẻ là hơi lỗi đấy tại vì là cái tay của cô ấy một hai ba bốn năm cái ảnh này tương đối lỗi Uh, OK. Nếu như mà bạn thấy cái ảnh của bạn nó, nó lỗi ấy, thì các bạn sẽ có thêm cái tính năng nữa là các bạn edit nó nhé. Tức là sửa cái ảnh đó ở trong cái canvas. Thì đó là cái tính năng tiếp theo của Leonardo AI. Và ví dụ mình sẽ ấn vào đây, edit in canvas. rồi sửa nó đi. Uh, OK, lại welcome thôi đừng có welcome nữa. Và bây giờ bạn sẽ thứ nhất là có cái vùng này, cái vùng canvas này, cái vùng để các bạn chỉnh sửa nhé. Ở đây các bạn sẽ có một cái vùng, lại vùng này nó sẽ lấy làm trung tâm. Sau đó là các bạn có cái prompt ở dưới này, tức là cái phần này để các bạn nhập cái câu lệnh vào. À, ví dụ à, mình muốn đổi cái váy của cô ấy từ cái màu màu này, chẳng hạn, từ cái màu xanh này sang màu xanh khác, thì bây giờ mình đầu tiên ấy mình sẽ phải chọn, à, tức là mình sẽ chọn một cái vùng đó tức là bằng cái công cụ là Raw mask thì mình ấn vào đây, sau đó mình có thể chọn cái uh, chổi ở đây, kích thước chổi của mình ở đây nhé, sau đó mình sẽ chọn vào đây, hy vọng là mình sẽ chọn đúng cái váy của cô ấy, không chọn uh, sai, ok, rồi, ok, sau khi mình chọn cái váy của cô ấy rồi thì mình sẽ nhập vào cái prompt ở chỗ này, ví dụ uh, blue, red, uh, blue long Rest uh, à, Ok Ví dụ như thế Và bây giờ mình sẽ ấn vào Generate Để cho nó đổi màu cái váy Hoặc là nó thay cái váy từ cái váy ngắn này Thành cái váy dài Ấn vào Generate tôi đợi một tí nhé Cái này sẽ tốn 4 token Tôi sửa sửa một tí chắc là hết token Lại không có cái để mà dùng cho các bạn Ok bây giờ nó sẽ ra mấy cái kết quả nhé Mình sẽ review Kết quả này là 1 trên 4 này uh, Kết quả 2 này gì mà váy vẫn nguyên si thế kết quả 3 nó chỉ đổi một tí này thôi kết quả bốn mình bảo nó là blue cơ mà vì một cái lý do thần thánh nào đó hoặc là cái con ai này nó chưa thông minh đến độ nó hiểu được ý của tôi các bạn ạ nên mặc dù tôi đã xoay sở với tất cả những cái prom bên này rồi đổi module các kiểu nhưng mà nó vẫn không tạo ra được cái theo ý của mình ví dụ ở đây nó có một cái mặt của cô gái như này tôi muốn là một cái uh, môi mọng đỏ chẳng hạn nhưng mà nhìn trông thì, Ay, nó xấu thật. Uh, mặc dù tôi đã chọn một cái môi chỗ này, uh, sau đó là tôi đánh vào đây cái prom là big Mouth red uh, lips để tôi đánh thêm là beautiful uh, cho nó biết là đẹp, uh, generate À, tức là các bạn sẽ chọn uh, cái phần này Prompt và các bạn bên này và các bạn cũng có mua đồ nhé, rồi là các cái tùy chọn về guidance rồi render density các kiểu ở bên này. Uh, nhưng mà nói chung là uh, theo mình thì tạm kết luận là cái con AI này nó uh, chưa được chưa được hoàn thiện lắm. Thế cái, đặc biệt là cái phần chỉnh sửa ảnh này, cái kết quả nó không uh, được gọi là như mình mong đợi, giống như cái con tạo ảnh từ chữ ở bên ngoài. Ok, quay trở lại phần hướng dẫn à, thứ nhất là các bạn có thể draw mask này ví dụ mình accept cái này à, các bạn có thể vẽ vẽ mặt nạ ở đây tức là draw ví dụ bạn có thể vẽ mắt của nó nhé vẽ mắt này sau bạn đổi thành mắt xanh chẳng hạn mắt xanh hoặc là thêm cái uh, cái kính chẳng hạn thì các bạn có thể vẽ ở đây sau các bạn yêu cầu nó làm ở đây và các bạn có thể tẩy đi ví dụ mình sẽ chọn vào cái cục tẩy này mình có thể tẩy những cái chi tiết này đi Tẩy những chi tiết này đi sau đó mình dùng cái câu lệnh là mình thay nó bằng một cái background khác ở dưới này thì các bạn có thể nhập cái ảnh của bạn ví dụ bạn có thể tải một cái ảnh uh, từ trên máy tính của các bạn lên đây sau đấy các bạn có thể chỉnh sửa ở đây cũng được hoặc là mở rộng cái ảnh ra bằng công cụ AI Tuy nhiên là cái phần này ấy, thì mình nghĩ là bạn nào nên can thiệp sâu thì các bạn hãy mày mò vào đây chứ còn nếu mà không ấy thì các bạn chỉ tạo ảnh bằng cái công cụ là từ chữ chuyển sang ảnh của Leonardo thôi thì nó đã đủ rồi để các bạn có thể dùng rồi chứ còn bạn nào mày mò vào đây sâu ấy thì tại vì nhiều khi chỉnh nó chả chả giống ý mình gì cả đâm ra là lại mất tốn token ở chỗ này à, tuy nhiên nó một cái tính năng mới và nó sẽ nhờ chắc là nó sẽ phát triển hơn nữa à, khi mà nó kiểu à, mượt hơn đấy thì mình lúc đấy mình quay lại mình dùng thì nó sẽ hay ok bạn ấn vào đây để bách lại phần editor nhé exit editor và nhấn ok Ok đây là quay trở lại cái giao diện của Leonardo ai à, nhưng lúc nãy mình có đề cập đến là cái phần tiêu tinh để các bạn có thể tạo ra cái ảnh nền thì à, bây giờ mình sẽ dùng nó để mình tạo cho các bạn xem nhé ấn vào ai image generation À, sau mình sẽ chọn vào đây cái phần tiêu tinh ở dưới này, bạn mình sẽ bật cái phần tiêu tinh này lên. À, tiếp theo là mình sẽ phải tạo cho nó một cái prompt. Ví dụ là uh, solid uh, black rock. Tức là cái uh, cái ảnh nền nhá, ảnh nền có những cái cục đá màu đen đúng không? Uh, CGI background À, ok sau mình sẽ ấn vào generate và mình vẫn dùng cái mô đồ là à, rim version 7 nhé ấn vào generate và mình đã bật cái tính năng tiêu tinh này lên kích thước thì vẫn làm à, tỷ lệ khung hình ấy vẫn là 169 sáu nhé à, ảnh ở đây là dùng à, một tạo một ảnh thôi cho đỡ tốn token ok và đây là cái ảnh à, có tính năng gọi là tiêu À, nhưng mà nó cũng không đẹp lắm ở đây nó có nhiều cái cục cục đá đen này nó cũng lặp đi lặp lại đấy À, nhưng mà trông nó cứ như kiểu núi lửa ấy anyway à, cũng chấp nhận được ok và cuối cùng là cái phần tạo prompt tự động của leonardo ai à, nếu như bạn không muốn tự tạo ra uh, tự nghĩ ra câu lệnh tự nghĩ ra prompt thì các bạn có thể nhờ leonardo nó nghĩ prompt cho bạn bằng cái phần này prompt generation nhé à, các bạn ấn vào đây trong cái prompt generation này nó sẽ đưa cho các bạn đây là những lựa chọn về ý tưởng hai ý tưởng chẳng hạn. Sau đó các bạn chỉ cần gõ vào đây là cái phần mà các bạn muốn tạo thôi. Ví dụ mình sẽ muốn tạo một cái gọi là universe chẳng hạn, uh, universe uh, tức là vũ trụ ấy. Thì nó sẽ đưa cho mình idea, tức là mình sẽ ấn vào đây ideas, uh, đưa cho mình bốn cái ý tưởng về vũ trụ. Uh, vast, uh, starfield, night sky illuminated, uh, cái này được đấy. Uh, tất nhiên là tiếng Anh nhé. Sau khi các bạn chọn một cái ý tưởng, thì các bạn ấn vào nút này nhé, Generate. Và các bạn có thể Edit cái ý tưởng này. Uh, ví dụ ấn vào đây, Edit cái prompt này. Bạn muốn thêm cái gì thì bạn thêm vào. Uh, mình sẽ ấn vào Generate và cái này nó sẽ tốn tiền. OK. Uh, nó trừ nó trừ coin của mình đi, trừ token của mình đi, nhưng mà mình không biết. Hình như là ở mười sáu. cái này mất 16 token mà mình chỉ còn có 68 mươi tám token nữa thôi. OK. Uh, đây nhá, a vast field, night nice sky illuminated by a brilliant full moon. À kinh. Mặt trăng tròn. Ok. Wow. Cái ảnh nền này rất là đẹp luôn. Ok, cái này mình sẽ upscale lên và mình sẽ dùng nó ok đấy là cơ bản hướng dẫn sử dụng leonardo ai để cho các bạn có thể bắt đầu trải nghiệm cái con trí tuệ nhân tạo này à, mình biết là nó sẽ vẫn còn rất là nhiều những cái thứ linh tinh ấy bởi vì là cái trí tuệ nhân tạo này thì họ đang phát triển đâm ra là họ sẽ cập nhật có khi là từng ngày luôn đâm ra là có thể lần sau các bạn vào ấy thì nó lại khác À, tuy nhiên về cơ bản là như thế, các bạn có thể dùng nó để các bạn có thể tạo ra những bức ảnh à, của riêng các bạn, các bạn có thể dùng làm video à, in nó ra hoặc là các bạn có thể à, tạo chơi thôi cũng được. À, mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới, à, mình sẽ làm video à, hướng dẫn và trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.